Rồi em chào tất cả bà con cô bác ha. Em chào anh em đến với kênh Tiệm Sắt Đức Thắng. Bữa nay em lên tiếp cho anh em là con máy dầu nữa anh em. Con này là NS60TG. Trong này xài bạc đẳng anh em. Đây, xài siêu bền luôn nè. Trong này đặc biệt là xài bạc đẳng, những anh nào mà có từng xài máy dầu rồi là biết cái đời bạc đẳng nó bền cỡ nào ha. À, bên dưới nó còn ốp bảo vệ nữa nha anh em. Sao sao nước sơn còn nguyên zin vậy nè. Cái này là thợ thúi em nè. Đó. Em chào anh em. Đặc biệt là chưa có vợ anh em. Đợi em chưa có vợ. Có ngày mê máy không chứ còn cái vụ ghê gọc thì chưa. Chưa. Rồi đem quay chi tiết máy cho anh em coi vậy nè ha. Máy thì liền lạc. Này em bao win. Cái bu gì nè. Bu này là cái bu kêu bằng, nếu ngoài người ta kêu là bu độ đó anh em. Máy dầu nó cũng có. Thì cái bu nhìn nó tiếu được chứ. Người ta nói về vậy đó, không biết nó chạy cái gì không biết nữa. Cái này là mua về sau em bán cho anh em vậy ha. Thì để em quay sơ lược cho anh em coi. Anh thợ ơi, anh có thể nào mà anh đứng lên được không? Anh mặc quần cục kỳ quá anh. Đó, em quay cho anh em nghe. Mình mấy anh tối ngày gì đó. Nhớt nhau không mà anh em ơi. Nhớt nhau không mới rửa mà không biết nhớt nó còn dính chỗ nào không thì em không biết nghe anh em. Tây trong này đó nè. Lấy ra mà nó còn sáng gì đó nè. À, cây ti còn trắng thiếu nghe anh em. Có thể nhớt vậy cho anh em, cái này em kiểm tra bình dầu bình bọn đồ xuất rửa cho anh em chơi này. Nhưng mà nhớt thì giờ nó còn nguyên quên lãnh về á. À, nói chung là còn chạy còn im, em để luôn. Đó, là em nói là nhớt còn nguyên, nhớt trong bình nó còn thì cũng không có thay. Anh em mua về nhớ lưu ý điểm này ha. Hiện tại con này em đang bán là 3.8 triệu, nhưng nó có cái khuyết điểm chỗ này nè anh em. Cái bình dầu bị móp, nó bị móp chỗ này anh em. Đó. Cái bình dầu trong nó còn sạch lắm. Đó, thợ em nói là bình dầu ở trong còn đẹp, nhưng mà trên bãi gì nó móp này là bớt cho anh em là 100 ngàn. Mà cái này nó không có thành vấn đề gì hết trơn á, nó không có xì cái gì hết trơn, nó chỉ móp là không có thành vấn đề gì hết trơn á. Không có thành vấn đề gì chứ, phải không ông thợ? Đúng rồi. Rồi thì nhờ ông thợ test dùm cái nha. Rồi mày cũng không cho nó xuống thôi anh ơi. À, để thợ em test cho anh em coi nha. Quá trời nhảy luôn anh em ơi. Quá trời ngon luôn. Nó chạy đi em bu luôn kìa. Quá ok luôn anh em ơi. Bạn này đi khỏi chơi rồi anh em ơi. Sao máy đẹp mà thợ em xấu dữ anh em. Đó, vậy đó. Rồi mình chết luôn. Anh em nào có làm thì alo em nhé, hoặc là để lại số điện thoại. Rồi hoặc là cái số điện thoại của em là 0913731221. Rồi em có xài Zalo á, anh em nào có ứng thì kết nối Zalo mình trao đổi nha. Má lên đây nó chạy vậy đó anh em. Mấy gầm tiền nhiễm nhừ không chưa gầm miếng khối luôn nè. Rồi em chào tất cả anh em nha. Bye bye các ông thợ. Bye. À, chào anh em nha. Rồi cảm ơn ông thợ nhiều.